Chào tất cả mọi người, mình là Đáo Hoàng 336. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với mọi người bộ sản phẩm mình vừa mới hoàn thiện xong. Và bộ sản phẩm này sẽ có giá ở cuối video. Mời mọi người cùng xem đến cuối video để biết được giá của sản phẩm nhé. Chiếc bàn hôm nay khá là đặc biệt, mình đã làm riêng cái mặt bàn, tách riêng thành hai phần. Một phần với công năng sử dụng để uống trà bình thường, sử dụng mặt bàn bình thường. Phần còn lại thấp hơn một chút để chuyên dùng để cây cảnh hoặc để những đồ trang trí của mình ở trên mặt bàn. Khi mà mình ví tưới cây thì cũng không làm ảnh hưởng đến bề mặt bàn mình đang sử dụng. Bề mặt bóng đẹp, phân hoa sắc nét. Chiếc bàn ngày hôm nay mình đánh giá là một chiếc bàn nhỡ với chiều dài mặt bàn là 1m. Tổng chiều dài cả phần để chậu hoa là 1m5. Chiều rộng là 95 phân, đi kèm 6 đôn. Bộ bàn này với mức hoàn thiện khá là cao, được đánh bóng kỹ. Và cái mặt bàn thì nó rất là đẹp, đường vân nó cũng rất là hài hòa khi mà nó trải dài từ trên xuống dưới. Những đường vân này là thật 100% của tự nhiên, không tô vẽ màu. Thế nên mọi người để ngoài trời vô tư nhé. Dáng bàn tổng quan nhìn cân đối và không có góc khuyết nào cả. Và giá của bộ bàn số 21 này là 17 triệu đồng, mình có hỗ trợ vận chuyển toàn quốc. Mọi người có nhu cầu liên hệ với mình qua số điện thoại trên góc màn hình nhé. Đây mình sẽ zoom kỹ cho mọi người xem các cái đường vân hoa của nó. Các đường vân hoa này khá là to, đồng đều. Còn chần chờ gì nữa, mọi người hãy liên hệ ngay với mình qua số điện thoại trên góc màn hình để có thể sở hữu bộ bàn cực kỳ đặc biệt này. Và cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye!